rồi, làm xong hết rồi, giờ chỉ cần gắn cái bình thôi, nhẹ thôi là nổ liền. Bình xăng làm rồi, mua bình sườn làm, cục đè làm luôn rồi. Một phát là ăn ngay, đè một cái là ăn ngay. Đó. Đè chưa kịp buông tay luôn nè, đã nổ rồi. Động cơ bình thường, không có gì xuất sắc. Lâu ngày là không làm, giờ làm lại thôi. Làm một cái động cơ này gắn vô xe ba bánh nha các bạn. Đây là mô hình, chắc vài hôm nữa mình trở lại mình làm nghề lại, chắc mình sẽ làm những cái cục máy nó hơi hơi ngon ngon xíu. Đây xe mình đây. Rồi tạm biệt các bạn nha.